Dạ vâng, xin mến chào tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Hôm nay thì bên em mới về được một số đôi JBL L2 các bác nhé. Loại siêu trợ lời luôn, bát 20 và một chung một chép. Đấy, dòng loa này là dòng loa 3 đường tiếng. Hôm nay thì em đang chạy qua chiếc X7 DAC Acoustic này, chiếc TD Acoustic CB800 Ultra, và em đang chạy cái bộ mic SHB DB6565. Đấy. Vâng, và dòng sản phẩm này thì bên em cũng đã có những cái review rất là kỹ càng, rất là rõ ràng ở trên kênh rồi. Đấy, hôm nay thì chủ yếu là em lên sóng, lên cái video để thông báo đến với lại các bác là bên em đã có hàng JBL L2 đã có mặt và đã cập bến tại Cốc Cốc Audio chúng em. Đấy, bây giờ thì em sẽ test cái chất âm. Thứ nhất là em sẽ test cái chất âm là em sẽ hát thử một bài để các bác cùng nghe để xem là nó có phù hợp trợ lời cho dàn âm thanh của nhà chúng ta hay là không. Và em cũng đã có những cái video em làm về cái đôi loa trợ lời này. Em làm về cái đôi loa trợ lời này, và đôi loa này được rất là nhiều bác đón nhận và sử dụng rồi. Còn các bác thì như thế nào ạ? Đấy. Mọi chi tiết và mọi ý kiến thắc mắc xin các bác vui lòng liên hệ về một trong hai số điện thoại đang hiển thị ở trên tấm biển các bác nhé. Đấy. Bây giờ em sẽ kẹp điện thoại lên. Em sẽ kẹp điện thoại lên và em sẽ hát test thử cái đôi JBL L2 này để các bác cùng nghe. Nên 1 2 6 7. Tiếng rất là sáng các bác ạ. Tiếng rất là sáng. Nghe rất sướng luôn. Say biết bao nhiêu màu vàng, ta hẹn mùa
sẽ cưới nhau. Lá thu bay rồi đến đâu gần ta, giấc mộng sắp thành thì bỗng ai đổi thay. Tình ơi sao tình gieo nhiều nỗi trái ngang cho đời năm ê chề. Tình ơi cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay thôi, coi như mình đã già thôi nhé em ơi. Nay ta đã xa lạ rồi, ta chẳng còn mà lưu luyến nhau. Bước chân đi là giữ duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen. Bước chân đi là giữ duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen. Vâng, em đang hát bằng chính cái bộ mic không dây này các bạn nhé. Đấy, bộ mic không dây này. Vâng. Mọi chi tiết xin các bác vui lòng liên hệ về một trong hai số điện thoại đang hiển thị trên tấm biển các bác nhé. Còn bây giờ em xin phép em được khép lại video tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác. Đây là JBL L2, giá chỉ có 1.800.000 các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.